Gia đình tôi cũng là một gia đình của bóng đá. Bố tôi là một cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt. Nhưng khi mẹ tôi qua đời vì ung thư 5 năm trước, bố tôi không vượt qua được mất mát đó. Ông bỏ việc và thu mình sống trong bóng tối cùng với nỗi đau giấu kín. Sau đó, chính những thất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu quan trọng, đặc biệt là thất bại vòng loại World Cup. Hàng phòng ngự của F1 Việt Nam thất bại trước đối phương trong một pha bóng bổng. Đánh đầu! Trái với những chỉ trích, thất vọng của dư luận đối với đội tuyển Việt Nam, thì ông lại muốn làm một điều gì đó cho bóng đá nước nhà. Ông đã dùng toàn bộ số tiền có được để thành lập một đội bóng nghiệp dư, lấy tên là Gà Trống. Khoa là cầu thủ đá hay nhất mà chúng tôi từng có. Với sự dẫn dắt của Khoa, đội Gà Trống có cơ hội đứng gần hơn với chức vô địch của giải bóng đá phong trào Ngôi Sao Sân Cỏ, một giải đấu danh tiếng tại Việt Nam. À, còn đây là tôi, người quản lý đội bóng kiêm cổ động viên cuồng nhiệt nhất của đội. Và đây là Phong, em trai tôi. Cùng với Khoa, cả hai là cặp bài trùng trong đội Gà Trống. Khoa có một người anh trai là Cường. Nói đến Cường, anh ta là một người cộc tính, hay gây gổ trong các trận đấu, nhưng lại là một cầu thủ đá giỏi khét tiếng trong làng đá bóng Phủi. Đá bóng ăn tiền là nguồn kiếm sống chính của Cường. Cường cũng chính là người đã huấn luyện đá bóng cho Khoa và tạo nên một cầu thủ tuyệt vời cho đội Gà Trống. Sút không vào. Rất tiếc cho đội trưởng Anh Khoa. Gà Trống đang là những người chủ động hơn vào lúc này. Mũi tên sẽ chẳng thể nếu như họ cứ tiếp tục chơi với một tinh thần như vậy. Lại là Anh Khoa với những pha đá bóng đã trở thành thương hiệu của mình. Đây là lý do vì sao mà anh Khoa xứng đáng là cầu thủ hay nhất của giải đấu năm nay. Mọi đường bóng của Gà Trống đều hướng về anh Khoa và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Một đường truyền vào phía trong dành cho Thanh Phong. Không thể tin nổi, lại có thể hỏng đây thì còn những người rồi. Rất tiếc cho đội Gà Trống, nhưng dù gì thì họ vẫn đang dẫn với tỷ số là 2-1. Tôi không thể quên được ngày hôm đó. Ngày chúng tôi thắng trận tứ kết, cơ hội đến với chức vô địch là rất gần. Ê Phong, cảm ơn mày nha. Đi nha. Chào anh. Anh hai, hôm nay em đã tốt lắm nhóc. Cường và Khoa mồ côi từ nhỏ. Hai anh em sống và lớn lên trong trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi An Bình. Nhưng Cường đã rời bỏ trại trẻ ra ngoài kiếm sống được 2 năm. Còn Khoa thì vẫn tiếp tục sống ở trại trẻ cùng với cô Nguyệt để chăm sóc cho những đứa trẻ khác. Để cho má. Cường, con mới tới hả? Con ăn cơm chưa? Con gọi. Má nói chuyện với con một chút được không? Là về Khoa. Chuyện là có một cặp vợ chồng Việt Kiều khá giả tử tế muốn nhận nuôi Khoa. Má nghĩ qua bên đó, cuộc sống và tương lai của em con nó sẽ tốt đẹp hơn. Má muốn con hãy suy nghĩ và quyết định về chuyện này. Ý má là... má muốn chia rẽ hai anh em tụi con hả? Không phải như vậy đâu. Không phải? Vậy chứ tại sao má lại đồng ý cho người ta nhận nuôi thằng Khoa? Không. Má quên con là ai rồi hả? Con mới chính là anh trai của nó. Mới chính là gia đình của nó. Má chưa đồng ý, con bình tĩnh lại đi.
Má lại la anh nữa hả? Có chuyện gì anh hai? Không có gì đâu. Bà tưởng anh đánh lộn cho nên giáo huấn vài câu thôi. Thôi, đã đi. Dạ. Nào anh hai, trận đấu sắp tới quan trọng phải không? Dạ, nếu mà thắng thì đội gà trống của em sẽ vô chung kết tranh chức vô địch đó anh hai. Đội em sẽ thắng. Giờ thì về ngủ thôi. Anh về đi. Anh hai lại đi. Đi mà anh hai. Mai mình dậy sớm tập banh nha. Đi mà anh hai. Nha. Mỹ nha. Giờ này không ngủ còn ngồi đó dễ dở gì vậy nhóc? Em đang dạy anh hai chơi bóng với em ở trong đội gà trống nè. Ai mà thèm vô cái đội cụ bắp đó. Anh hãy đợi đó, đội gà trống của em chắc chắn sẽ vô địch. Sao ly cà phê quê? Ê! Sao? Mày có bao nhiêu tiền? Nè! Tao phải hết luôn có bao nhiêu đây thôi. Có đủ không? Mày đùa tao à? Ít dãng phải có một số tiền khá khá thì nhà cái nó mới nhận chứ. Nhưng mà bây giờ chỉ có nhiêu đây thôi. Chứ đạo đâu ra nhiều. Bây giờ mày cho tao mượn đỡ đi. Tao làm gì có tiền. Này, bà Nguyệt có tiền không? Mày điên hả? Tiền đó bà lo cho tụi nhỏ. Thì coi như là mượn của bà ấy đi. Tao không có làm gì đâu. Dởm đời. Vậy thì mày quên thằng em trai của mày đi. Nó sẽ được gia đình Việt Kiều đó nhận nuôi. Mày sẽ mất nó vĩnh viễn. Ở đây nè. Cường là bồ của mày ha? Cứ đùa. Này, chúng mày có biết lý do tại sao mà năm trận trước tao đều thắng độ không? Tất cả ấy là nhờ thằng đấy đấy. Nó ấy là thánh dự đoán. Nó mà đã chọn đội nào thì đội đó thắng chắc. Mà có chắc không đó? Không phải lăn tăn, thắng là cái chắc. Mà không ăn ấy thì cứ tìm bọn này mà đòi.
trận sau kèo nhau. Thì cũng vậy thôi, cái đội Barca vẫn là kèo trên. Sao? Mày chọn đội nào? Cứ nằm dưới đi. Được rồi, chọn kèo dưới. Tiền đâu? Mày ngồi đây nhá. Tao ra đây một lát. Messi. 4-2 dành cho Barcelona. Một tỷ số khó tin cho tất cả những ai đang theo dõi trận đấu này. Chỉ cách đây 20 phút thôi, Barca vẫn còn đang bị dẫn với tỷ số là 2-0. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Không một cổ động viên nào một... Má thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương con. Má nghĩ chuyện để Khoa về với một gia đình mới không chỉ khiến con mà cả Khoa cũng sẽ đau khổ. Nhưng điều đó là tốt cho Khoa má. Giờ con cũng đã quyết định rồi. Vậy con đã nói với Khoa chưa? Tại sao anh hai làm như vậy mà anh hai không nói cho em biết? Đây là nhà của em, là gia đình của em mà. Đây là cái điều tốt nhất rồi Khoa. Hãy nghĩ về những thứ họ có thể cho em. Đừng trông chờ vào anh. Anh chỉ là một thằng vô dụng. Thậm chí anh còn không nuôi nổi thằng em ruột của mình nữa. Nhưng mà anh hai hứa là anh hai dẫn em ra ngoài ở cùng mà. Mọi thứ đều sẽ thay đổi. Anh đã ra ngoài hơn 2 năm rồi, nhưng vẫn không kiếm được tiền. Thì làm sao anh có thể giữ được cái lời hứa đó đây? Tiền, tất cả đó anh chỉ có tiền. Không có tiền mình vẫn có thể ở bên cạnh nhau mà anh hai. Em không có cần nhà, em không cần bất cứ thứ gì hết á. Đó là những điều mà anh muốn. Còn em, em chỉ muốn sống cùng anh hai thôi. Vì anh hai là người thân duy nhất mà em có. Vậy mà lúc nào anh cũng nghĩ tới việc đuổi em đi hết á. Khoa, bữa nay con đi đá banh hả? Dạ. Thi đấu tốt nha con. Đừng có nghĩ ngợi chuyện gì khác hết đó. Má và anh trai sẽ luôn tôn trọng quyết định của con. Mấy cậu tìm ai vậy? Thằng Cường đâu? Cường không có sống ở đây. Có chuyện gì với cậu ấy hả? Tới đòi nợ chứ làm cái gì? Thank you.
Khoa, đi đâu ấy? Trận này mày theo tao làm đội trưởng nha. Anh Hai, anh Hai. Ủa, sao giờ này còn ở đây? Nó liên phải trong sân vận động chứ. Anh Hai đừng vô sân, nguy hiểm lắm. Em đang nói gì vậy, anh không hiểu? Tụi Long tới đây để kiếm anh á, nhìn tụi nó hung hăng lắm. Anh mau đi đi anh Hai. Được rồi, để anh lo. Nhưng mà anh có cái này cho em nè. Ê, tụi nó tới anh Hai. Chạy tụi mày. Cái chết của Khoa, chúng tôi cũng không còn nhìn thấy Cường nữa. Cường đã từ bỏ đá bóng. Đó là câu chuyện của một năm trước. Trời đất ơi, tụi bay làm biếng mà vậy? Ngồi chơi hoài à? Vậy mà rồi tôi tăng lương hả? Tôi đâu có đuôi. Nhìn ông đàn của thằng Cường làm kia. Tiền công đây. Còn mày biến hết đi. Tao không có mướn ở đâu nha. Biến. Biến chỗ khác làm nha mày. Chịu hôm đó. Mày tính nợ tiền nhà tao rồi tới bây giờ đó. Tao chịu hết nổi rồi á. Chị Mai á, mà mày không trả tiền thì biến đi. Tụi anh Hải.
đội gà trống quay trở lại với những ngày tệ hại ban đầu. Chúng tôi không thể tìm lại được cơ hội tỏa sáng như những ngày còn có Khoa sát cánh. Đây là huấn luyện viên mới của chúng tôi. Công việc của anh ta là la hét và bắt lỗi các cầu thủ. Kiệt, đá đàng hoàng lên thôi. Kha, nhanh nhanh lên. Tụi trẻ sẽ chơi tốt hơn nếu như anh ăn nói từ tốn lại. Tụi nó đá như lũ gà mấy dây tung mà cô bắt tôi từ tốn hả? Là do anh không có phương pháp huấn luyện thôi. Cô lên lớp tôi đó hả? Cô giỏi, cô tự làm đi. Anh Khương, lâu lắm rồi em không gặp anh. Mà có gì không? Anh còn đá bóng không? Không. Sau ngày chúng tôi gặp Cường, tôi đã hẹn anh để thuyết phục tham gia vào đội bóng. Cảm ơn anh đã đến đây gặp em. Em muốn nói chuyện với anh về đội bóng gà trống. Tôi không muốn nói gì về đá banh. Phong rất muốn mời anh tham gia đội bóng. Tôi không còn đá banh nữa. Và tôi cũng không muốn tham gia vào đá bóng của con. Em biết anh bỏ đá bóng vì ai. Nhưng có bao giờ anh nghĩ anh sẽ quay trở lại vì người đó. Rối ràng lại khóc sao chưa chán, trách cái bây giờ con tim mệt rồi, vứt hết mọi thứ quên đi được chưa, đừng nhìn về nơi quá khứ, đừng chạm vào nỗi đau đã qua, mai tương xót xa, mong chờ một phút cho tôi về nhà, ngày mai sẽ chẳng đổ giờ nếu tôi vẫn ngồi yên ta. Công việc này được trả bao nhiêu? Sao anh hỏi vậy? Ý tôi là đội bóng đã có huấn luyện viên chưa? Nghe nói anh Đà cũng hay, đội bóng đang cầm tiền đạo, muốn tham gia không? Tôi không muốn làm tiền đạo, tôi muốn làm huấn luyện viên. Cười vậy có nghĩa là sao? Cô có muốn tôi làm không? Anh có bộ đồ nào mới và sạch hơn không? Bố, đây là anh Cường ạ. Dạ, anh chào chú. Chào con. Chú đang mong được gặp con. Giới thiệu với anh, đây cũng chính là ông bầu đội gà trống của chúng ta. Chú có nghe hai đứa nó kể nhiều về con. Chú hy vọng là con sẽ giúp cho đội gà trống ngày càng tốt hơn. Nào, theo chú. Đây là phòng của con. Chào mừng con đến với đội gà trống.
Giờ con làm phiền chú quá. Chú sẽ làm những điều tốt nhất cho đội bóng. Nhưng chỉ có điều con nên nhớ, ở đội bóng này tuyệt đối không được có sự gian dối và vô kỷ luật. Con hứa với chú sẽ không có chuyện đó xảy ra. Chú tin là con sẽ làm được điều đó. Bây giờ chú phải ra quán có ít việc. Có cần gì thì cứ nói với hai chị em nó. Sao bố? Bố đi. Con nhà bố. Trời ơi, toàn chậm quá. Cái người bằng 1/2 khung thành luôn nhưng mà bắt không nổi trái banh. Anh Câu Huy hậu vệ của tụi em kìa, xém với làm bạn bị thương luôn. Nè nè nè, Trung nè, anh coi Trung nè. Đó, Trung chuẩn bị bèo phải nè, anh coi nha, Trung bèo phải nha. Thấy chưa, đá chỉ có một kiểu thôi. Đó là Trung cứ tấn công thì phía cánh phải. Nè Kiệt nè, Kiệt thì rất là khó nói. Nói chung anh nhìn cách chơi của Kiệt anh sẽ hiểu. Nè nè nè, giữ banh một mình nè, bên kia mà không đưa nè. Nữa. Trời ơi. Còn đó là Phong. Phong có người yêu tên là Bóng Đá. Bởi vì Phong... Thôi đúng rồi. Vậy còn cậu là ai? Dạ, em là Kha. Tôi không có hỏi tên. Tôi muốn biết cậu làm cái gì ở đây. Dạ, em là thủ môn dự bị. Thủ môn? Vậy sao không mau vô tập? Còn đứng đây làm cái gì? Nhanh lên! Mọi thứ ok không anh? Tốt lắm em. Anh có cần đội luyện tập thêm thì nói với em nhé. Anh Cường, anh có cần không? À, không cần. Mà giải bóng đá lần này có lớn không? Đến với giải đấu phong trào các cộng ngôi sao sân cỏ. Ngày hôm nay sẽ là trận khai mạc giữa đội Sóng Thần và đội Gà Trống. Đây là trận đấu giữa hai đội tại bảng A và sau khi trận đấu này kết thúc sẽ là một trận đấu tại bảng B. Với thể thức vòng tròn tính điểm, hai đội có thành tích tốt nhất của mỗi bảng sẽ lọt vào vòng bán kết. Có một điều đặc biệt, đây là giải đấu phong trào đầu tiên được tường thuật trực tiếp trên cả cộng. Vì thế quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một trận đấu nào. Huấn luyện viên, anh có gì muốn nói với bọn em không? À, có. Cố gắng chơi tốt, đừng để họ ghi bàn. Đặc biệt là sự thiếu vắng của cầu thủ Anh Khoa. Sóng Thần đang có bóng và phớt thẳng vào trung lộ. Văn Thái. Tập trung vô, Kiệt lùi về, Kiệt ơi. Rõ đội Gà Trống đang thiếu đi sự gắn kết. Bóng cho Phong đi. Đang có bóng. Bất chấp hình thức Thanh Phong đang xin bóng, Tuấn Kiệt vẫn kiên quyết đi bóng một mình. Và đây là hậu quả. Anh chị vậy? Là sao đá tầm sao, đá tầm sao? Tầm sao giờ đá vậy? Sóng Thần ở trong mùa giải hôm nay. Và huấn luyện viên của họ khẳng định đây là một trong đội Sóng Thần. Ngay lập tức thì rất nhiều những cầu thủ của Sóng Thần đang có mặt ở vòng cấm địa. Với thể hình to cao của họ, đây sẽ là một lợi thế. Chắc chắn sẽ là một pha xử lý nguy hiểm. Đánh đâu, một chút nữa thôi là đã có bàn thắng thứ hai. Tiếp tục là Hoàng Phi, hai cầu thủ lại tấn đây, tấn đây, không ai có thể đoạt được bóng trong chân của anh. Bàn thắng thứ hai đến từ một sự tất yếu. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cầu thủ Gà Trống. Huấn luyện viên Quốc Cường đang vô cùng lo lắng ở ngoài đường biên vào lúc này. Gà Trống cần phải đoàn kết hơn, nhưng có lẽ bây giờ bàn kết đang trong tầm tay. 3-0. Hey Cường,
Cuối cùng thì mày đã quay trở lại. Mà tại sao mày lại đi huấn luyện một cái đội bóng lởm như vậy? Về với đội của tao. Tao với mày lại cùng chiến như xưa. Được không bạn Hiền? Tao với mày đã không còn là anh em nữa. Và tao cũng không cần tới mày. Mày làm gì mà cay cú thế? Tao chỉ muốn giúp mày thoát khỏi cái đội bóng tởm của thằng em mày thôi. Với lại, tao đâu có hại thằng em của mày. Chính mày đã lừa tiền tụi Long Tứ để thằng em của tao ấy. Mày mới là thằng giết em mày. Giờ mày đổ lỗi cho tao á? Mày đã không muốn giúp thì thôi. Để tao xem, mày không bảo vệ nổi thằng em của mày thì mày làm gì có khả năng bảo vệ đội của nó. Anh Cường, anh sao thế? Sao là sao? Câu đó phải để tôi hỏi các cậu. Hôm nay các cậu sao vậy? Tôi đã phải hét lên rất nhiều ngoài đường biết, nhưng mà không ai chịu nghe tôi hết. Cứ mạnh ai nấy đã. Và đó là cái lý do mà các cậu phải thất bại một cách nhút nhát như vậy. Còn cậu, cậu lắc đầu cái gì? Hôm nay cậu đã có 3 cơ hội và cậu ghi được bao nhiêu bàn? Không bàn nào hết. Thậm chí cậu còn không học được cái cách mà phải chuyền cho đồng đội như thế nào nữa. Đúng rồi. Nếu Kiệt chuyền bóng cho Phong thì ít nhất mình có bàn thắng danh dự. Mày nói cái gì? Sao tao phải chuyền bóng cho nó? Nó có bao nhiêu cơ hội nó còn không ghi bàn ấy. Mà còn mày nữa, mày ngồi ngoài mày không biết cái gì đừng có mà cho móng vào. Toàn nè, có mấy trái chụp chậm đi đồ. Mọi người thôi đi. Vậy thôi. Mày biết ngay anh Cường chứ? Anh là huấn luyện viên của đội mình mà. Cái gì? Đây là huấn luyện viên đó. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên thôi. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội và hy vọng ở phía trước. Đội chúng ta vừa mới thua một trận đấu nhục nhã, em không thấy sao? Anh nghĩ anh không phải là người phù hợp cho vị trí này. Anh đâu thể nào trở thành một cầu thủ giỏi hay một huấn luyện viên xuất sắc chỉ sau một trận đấu. Nói thật là ấy, cái đợt ra quân này của đội Sóng Thần ấy, nó quá là xuất sắc luôn. Lên làm các anh em ơi. Yo. Các cậu ăn mừng như vậy đã đủ chưa? Mới thắng có một trận, lại là đội tép riu. Vậy mà tự sướng như vậy sao? Anh không phải xoắn. Đó là lý do tại sao mà anh thuê em về, đúng không? Mà anh yên tâm đi, chiếc cúp vô địch ấy, nó sẽ thuộc về đội Sóng Thần. Nếu như các cậu giành chức vô địch mùa giải năm nay, các cậu sẽ có cơ hội để các đội chuyên nghiệp lựa chọn. Cơ hội lên đội tuyển là của các cậu. Anh Phi anh chẳng cần gì vào đội tuyển chuyên nghiệp, anh thích tiền và gái thôi, đúng không? Yeah! Thôi nào mọi người, ra chơi thôi! Yeah! Em muốn xin lỗi anh vì trận đấu ngày hôm nay. Đó không phải là lỗi của em. Ai cũng phải có trách nhiệm trong việc mà đội chúng ta thua 6-0 gì. Và lỗi lớn nhất, nó chính là lỗi của anh. Vì anh là huấn luyện viên của đội. Nhưng mà em bỏ lỡ tận 2 cơ hội ghi bàn. Em lúc nào cũng thế. Cứ lúc quan trọng nhất thì
Em đau không? Không sao. Chuyện đó vẫn thường xảy ra ở các cầu thủ chuyên nghiệp mà. Mà anh thấy em cũng có tổ chức đá bằng lắm chứ. Em chỉ cần tăng cường tập luyện để có được phong độ ổn định, anh nghĩ sẽ ổn hơn. Hãy ghi nhớ quy tắc đầu tiên là khi chơi bóng, em cần phải chơi với một cái đầu rộng. Vì để ghi được nhiều bàn thắng, người ta cần phải có sự tự tin. Nếu như em không có sự tự tin hoặc suy nghĩ quá nhiều thì em sẽ không thể ghi bàn. Bắt đầu khởi động nè. Xin chào mừng quý vị cùng đến với trận đấu thứ hai của bảng A cũng bắt đầu giữa các cầu thủ Gà Trống và Cơn Lốc. Sau loạt đấu đầu tiên thì các cầu thủ Gà Trống đã có một thất bại vô cùng nặng nề trước Sóng Thần với tỷ số là 6-0. Và bây giờ ngày hôm nay họ đang phải đối mặt với một đội bóng mạnh không kém Sóng Thần và Cơn Lốc. Hết Sóng Thần và đến Cơn Lốc. Liệu ngày hôm nay có tiếp tục là một thảm họa với Gà Trống nữa hay không? Cơn Lốc được đánh giá là đội bóng chơi tốt hơn. Những tình huống nhập nhà ngay ở trung lộ, bàn thắng đã đến từ rất sớm dành cho cầu thủ Cơn Lốc. Đây không phải là một điều gì quá bất ngờ. Đội bóng được đánh giá mạnh hơn, chơi tốt hơn, thể hiện hay hơn đã có được bàn thắng đầu tiên. Tại sao kìa? Phong ơi, lùi về đây. Người thắng xông lên, Cơn Lốc vẫn đang tràn sang phần sân của Gà Trống. Anh vào đá với đội đi. Đội mình đang thua. Không, anh không thấy. Em sẽ lùi về đá hậu vệ. Ơ? Nhưng em là tiền đạo mà. Kể từ bây giờ sẽ là hậu vệ. Em cũng đá hậu vệ. Tất cả mọi người sẽ đều là hậu vệ. Mày vẫn là huấn luyện viên của cái đội gà mái ăn hại nhất bảng A đó à? Mày cảm thấy sao Cường? Mọi người đã phòng thủ rất tốt trong trận đấu vừa rồi. Tuy nhiên, kể từ bây giờ chúng ta phải luyện tập nhiều hơn. Phong nè, lúc nào cũng phải dâng lên để bắt bài họ. Toàn, em phải tự tin lên, dâng ra. Vào đá với đội đi. Đây là đội của Khoa, không phải của anh. Với em ấy, tất cả chúng ta là một đội. Anh chưa bao giờ nghĩ như thế à? Thank you.
Xin chào quý vị, chúng ta cùng nhau đến với loạt trận thứ ba của bảng A, cuối đầu giữa cầu thủ Gà Trống và Chim Sắt. Đây là thời điểm mà các cầu thủ Gà Trống ở trận đấu này họ buộc phải có 3 điểm nếu như họ muốn giành quyền đi tiếp. Đã có một pha phạm lỗi đến từ phía các cầu thủ Gà Trống, một chiếc thẻ vàng dành cho Quang Vinh, và điều đó đồng nghĩa với việc lại, các lại, sẽ được hưởng một quả đá phạt nguy hiểm. Đoạn Sơn, đâu rồi, đi bóng đi kìa. Đang là người xử lý bóng rất kỹ thuật. Tiếp tục là Tuấn Kiệt, một pha leo biên ở hành lang cánh phải. Một đồng phải phạm lỗi, đó là giải pháp mà Quy Hùng đã đưa ra. Tình huống phạm lỗi thô bạo của Quy Hùng với Tuấn Kiệt. Đương nhiên, sao không kịp? Khá đâu. Huấn luyện viên Quốc Cường đang cảm thấy. Huấn luyện viên, bây giờ mình phải chơi với chiến thuật như nào? Tiếp tục phòng thủ. Nhưng anh Cường, trận này chúng ta buộc phải thắng. Anh biết rồi. Tuấn Kiệt đã có thể tiếp tục thi đấu. Một cái thở phào nhẹ nhõm đến từ huấn luyện viên Quốc Cường. Rất nhanh, các cầu thủ Chim Sắt đang tham gia tấn công. Huy Tuấn, vẫn là Huy Tuấn. Ở ngay vòng cấm địa, người vừa phạm lỗi đó là Đức Trung, một chiếc thẻ vàng, và Đức Trung đã có hành động phi thể thao khi đẩy trọng tài chính. Một thẻ đỏ trực tiếp, và bây giờ Gà Trống đang bị đơn cách. Họ vừa phải nhận một quả phạt đền và vừa thiếu đi một người. Bên phía Chim Sắt sẽ có một quả đá phạt đền. Thủ thành Đức Toàn sẽ đối đầu với người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến là thủ thành Thành Nam của đội Chim Sắt. Thành Nam cũng là đội trưởng của Chim Sắt. Thành Nam! Về thể hình của Đức Toàn thì phải xem tháng bóng này, và điều đó cũng đã giúp cho Gà Trống có được tỷ số hòa ở trong hiệp 1. Nhưng nếu muốn đi tiếp thì kết quả này là không đủ. Anh Cường, hiệp 2 đội mình chỉ còn có 6 người thôi. Kiệt thì chấn thương, thằng Vinh thì cũng bị thẻ vàng rồi. Anh có cách nào không? Kha, sẵn sàng đi. Ai? Em hả? Đúng vậy. Ở hiệp 2 này, Kha sẽ đá thay cho Kiệt. Nhưng em mà hữu môn mà. Cứ làm theo những gì anh nói. Thay đồ lại đi. Gì đấy? Quân xịt chiến nhân hả? Đây là cái quần may mắn của tôi đó. Thay đồ lại đi. Dạ. Chào mừng quý vị cùng trở lại với hiệp 2 cuối đầu giữa các cầu thủ Chim Sắt và Gà Trống. Ngay đầu hiệp 2 thì chúng tôi đã thấy những sự thay đổi người vô cùng bất ngờ. Đó chính là thủ thành Hoàng Kha. Đó chưa phải là bất ngờ lớn nhất. Đây, huấn luyện viên Quốc Cường đã sẵn sàng để mở cuộc. Trong cuộc đời bình luận của mình, chưa bao giờ được chứng kiến cảnh này, không thể tin được. Nhưng đó là điều hoàn toàn dễ hiểu vào thời điểm hiện tại. Chỉ có chiến thắng đó đã cho Gà Trống đi tiếp, và họ đang chơi một canh bạc tất tay của mình. Hai sự thay đổi người đều trên hàng tấn công. Lùi lại. Chỉ sắp là tổ chức tấn công. Xông thẳng vào trung lộ, không hề có tình huống phải đứng. Lấy bóng cho Kha đi. Đức Toàn rất nhanh đã quan sát thấy Hoàng Kha. Một pha phản công nhanh, Hoàng Kha vẫn đang lao như những tên, tiếp tục là Hoàng Kha. Chú vẫn không thể hiểu nổi sao lại là Kha. Con phát hiện ra Kha là cầu thủ chạy nhanh nhất đội đó chú. Con rồi đứng lại, giọt mồ hôi ngưng lại, tim em ngừng đập, em phóng về phía trước. Thôi đi, đừng có mà chém gió nữa. Tất cả là chỉ nhờ vào cái quần may mắn của em thôi. Thưa huấn luyện viên kiêm đội trưởng, em không có chém gió, mà sắp tới đội Gà Trống sẽ chém đội Sóng Thần ở trận chung kết. Anh rất thích tinh thần này của tụi em, nhưng chúng ta cũng không được chủ quan, vì cho đến hiện tại đội Sóng Thần vẫn đang là nhất bảng và họ vẫn chưa để thua bất cứ một đội bóng nào. Nhưng mà bây giờ bọn em đã có anh Cường ở trên sân thi đấu với cả bọn em rồi. Đội Gà Trống vô địch. Nào mấy đứa ăn đi, ăn nhiều vào, nâng ly cái nào.
1 2 3 Yo! Lâm, sao không vô chơi với mọi người? Mỗi khi gia đình có chuyện gì vui, em lại nhớ đến mẹ. Em ước gì mẹ có ở đó. Nhiều lúc em tự hỏi mình, đến bao giờ thì cái cảm giác ấy mới biến mất. Anh nghĩ là cái cảm giác đó sẽ không bao giờ bị biến mất đâu. Sao anh nghĩ vậy? Bởi vì họ chính là một phần bên trong của con người chúng ta. Đêm đó, tôi đã hiểu tại sao Cường quyết định vào đá cùng đội bóng. Đó là vì chúng tôi đã trở thành một gia đình mới của anh ấy. À, anh đã chọn được cầu thủ nào ở giải đấu năm nay chưa? Tôi cũng đang cân nhắc được một vài cầu thủ. Phi! Đó là Phi, cầu thủ giỏi nhất của đội Sóng Thần. Và hiện cũng đang là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu phong trào Ngôi Sao Sân Cỏ năm nay đấy anh. Dạ anh, chào chú ạ. À, tôi nhớ ra cậu rồi. Tôi có xem một vài trận cậu đá, ấn tượng lắm đó. Đội Sóng Thần sẽ vô địch giải lần này chú ạ. Giờ còn đội Gà Trống và cầu thủ Cường thì sao? Tôi thấy cũng nặng ký lắm. Cậu có chắc là sẽ đánh bại họ về giành chức vô địch chứ? Chiếc cúp vô địch sẽ là của cháu. Cháu sẽ đè nát chúng nó. Tài trợ chính của giải bóng đá phong trào cao cộng Ngôi Sao Sân Cỏ. Sau đây thì chúng ta sẽ có một màn phỏng vấn nhỏ với ông Trần Minh Thăng. Xin chào ông Trần Minh Thăng. Thưa ông, với vai trò là nhà tài trợ chính của giải bóng đá phong trào cao cộng Ngôi Sao Sân Cỏ, ông có dự đoán như thế nào về đội bóng sẽ giành được chức vô địch của mùa giải năm nay? Ngay từ đầu mùa giải, tôi đã rất ấn tượng với đội Sóng Thần. Họ thi đấu đúng như tên gọi, ra quân trận nào là thắng trận đó. Nhưng đội Gà Trống khiến tôi bất ngờ hơn. Tôi tin là họ sẽ làm những điều kỳ diệu ở trận bán kết này. Vâng, xin được cảm ơn ông. Anh, mình đi ăn đi. Em đói bụng lắm rồi đó. Anh Phi, đi ăn đi. Anh! Anh muốn làm cái gì? Cút! Xin chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với trận bán kết 2. Anh ơi bố à, chào ca tổng ngôi bố không thể bỏ lỡ trận này được, bố đi tới đâu rồi? Đội Gà Trống. Tôi gọi lại cho bố sau nha. Tiến lửa đang chơi phủ đầu trước đội Gà Trống. Tiến đặt, tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ Kiến Lửa ở ngay những giây đầu tiên của trận đấu này. Có lẽ tất cả các cầu thủ Gà Trống đều bất ngờ với cách nhập cuộc này của Kiến Lửa. Câu trả lời của các cầu thủ Gà Trống. Thanh Phong, phải làm thế nào đây Thanh Phong ơi, phải làm thế nào thì mới có thể có được bàn thắng đây. Gánh nặng tâm lý vẫn chưa chút bỏ trên đôi vai của Thanh Phong suốt từ đầu giải đến giờ.
tiến lửa có bóng dứt điểm đúng vậy đâu chạy. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Đá bóng và cuộc 1-2 rất hay của cầu thủ Gà Trống. Đội trưởng Quốc Cường sắp về không thành công, ngay cả Quốc Cường cũng không thể chiến thắng được thủ thành của Kiến Lửa. Anh biết là các em đang rất lo lắng, nhưng trận đấu này chúng ta phải thắng. Bởi vì ở ngoài kia không ai biết chúng ta là một đội bóng như thế nào. Họ chỉ nghĩ chúng ta là một đội bóng tồi và chắc chắn sẽ thua. Nhưng chúng ta sẽ làm điều mà họ nói là không thể. Và chiến thắng này không phải là vì em hay vì em, mà nó là vì chúng ta. Vậy chúng ta là ai? Lửa vẫn đang nhập cuộc giống như những gì họ đã làm ở đầu hiệp 1. Dứt điểm. Đức Toàn đã là người chiến thắng. Đã thủ thôi. Gà Trống đang dựa vào tài năng của Đức Toàn khá nhiều. Tuấn Kiệt đường truyền dành cho Quốc Cường. Quyết định đột phá đã vượt qua được hai cầu thủ của Kiến Lửa. Người thứ ba, người thứ tư. Thì đây là câu trả lời. Tỷ số bây giờ là 1-1, một trận đấu rất kịch tính. Đây xứng đáng là một trận bán kết mà chúng ta chờ đợi. Ngay lúc này đây, đội Kiến Lửa đã không thể chủ quan. Họ đang kèm rất chặt đội trưởng Quốc Cường. Luôn có đến hai người bám sát Quốc Cường như hình với bóng. Không hề có tình huống phạm lỗi. Bóng đã trở lại với đội Kiến Lửa. Họ đứng vào khá nguy hiểm. Quá vội vàng ở trong tình huống vừa rồi. Sức ép đang đè nặng lên đội Gà Trống. Bóng hướng đến vị trí của đội trưởng Quốc Cường. Vẫn là sự áp sát của hai cầu thủ. Rất khéo léo. Tiếp tục là Quốc Cường. Đường truyền dành cho Tuấn Kiệt. Đã vượt qua thêm hai cầu thủ nữa. Cơ hội cho Tuấn Kiệt. Nhưng không, đó là một cú dứt tốt cho Thanh Phong. Hãy ghi nhớ quy tắc đầu tiên. Khi chơi bóng, em cần phải chơi với một cái đầu rộng. Trận đấu sẽ rất khó khăn cho đội Kiến Lửa vào lúc này, và các cầu thủ Gà Trống đang phòng thủ rất chắc chắn. Rất nhiều những giải pháp được đưa ra, họ đang cố gắng để tiếp cận với khung thành Quốc Cường tốt hơn. Gà Trống đã giành vé vào chơi trận chung kết. Đối thủ của họ là Sóc Thần. Câu chuyện của đội của Gà Trống sẽ còn một thế rất nhiều cho trận đấu ngày hôm nay, mà nó vẫn chưa dừng lại. Đến giờ bố vẫn thấy tiếc vì đã bỏ lỡ một trận đấu tuyệt vời. Còn trận chung kết mà bố, chắc chắn hôm đấy là đội Gà Trống sẽ chơi hay hơn rất nhiều. Hello. Cho anh một shot vodka. Ở đây không bán rượu. Vậy thì cho anh cái thứ gì mà nó cũng phê phê như thế đi. Cậu cần gì? À, đâu có gì đâu. Tôi biết là cô bé này cũng có bạn trai rồi. Bảo sao em mà khó tính thế. Nhưng em cũng biết rõ bạn trai của mình là loại người như thế nào đúng không? Anh đang lải nhải cái gì vậy? Em biết rõ là tôi đang nói về ai mà. Hồi trước em với cả Khoa hứa với nhau là sau này hai thằng sẽ cùng nhau chơi cho đội tuyển quốc gia. Hãy cứ tiếp tục thực hiện cái ước mơ đó của em và cô Khoa. Thôi đi tập đi.
Ê Cường, lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Làm một trận cả đội tao đi. Không, nói tao đang tập luyện. Đá vui thôi mà, nghe nói đội mày đá lên chân lắm phải không? Đội này nhìn cù như này thì đá đấm gì? Đá đi, sợ mấy ông em ơi. Mà tao sợ chúng mày à? Cường này, mày từ một thời lừng lẫy như thế mà bây giờ lại làm huấn luyện viên cho cái đội gà mái như này, tao thấy mày cứ hèn làm sao ấy. Làm thêm mấy chai nữa, cho tí tinh thần nhỉ? Tụi tao không cá độ. Có mấy chai làm gì mà keo thế? Đẹp lo. Ok. Quang! Chẳng may thôi. Sao không? Đá tiếp được không? Sao? Chơi nữa không? Nghỉ thôi. Đi, anh cổng đi bệnh viện. Em tự đi được. Lẹ lên. Có còn muốn đá trận chung kết không? Hay để anh thay người khác? Đợi nó vậy. Lần sau có vụ gì ngon lại ới bọn này. Phong có sao không anh Cường? Bé có nặng lắm không? Con chỉ bị bong gân thôi. Như thế này làm sao mà đá được chung kết? Được. Tập luyện sao mà ra nông nỗi thế này? Bọn con chỉ đá phủi tí thôi. Đá phủi? Có cá cược thì không đó? Dạ cũng có cá cược, nhưng mà bọn con chỉ cá cược cho vui thôi. Trời ơi! Mày đâu có biết là chú căm ghét cái chuyện cá độ đến mức nào không? Đó là lỗi của con. Con để cho các em tham gia trận đấu. Con đã hứa với chú thế nào mà lại để cầu thủ của mình dính vào chuyện này? Chẳng lẽ chuyện ăn cắp tiền ở trại mồ côi để cá độ là đúng hết sao? Phi tới tìm gặp em và bố, nói không hay về anh, nhưng mà em với bố không có tin. Đó là sự thật. Con xin lỗi chú. Anh xin lỗi mọi người. Anh Cường! Con sẽ đi tìm anh Cường. Đội bóng cần anh ấy. Bố không cố ý làm tổn thương Cường. Bố luôn tin nó là người tốt. Anh ấy sẽ không bỏ đội bóng đâu bố.
vì em trai, Cường đã bất chấp tất cả. Nhưng nó là một đứa tự trọng, biết chịu trách nhiệm tất cả những gì mình đã làm. Con hy vọng đây sẽ là nơi cuối cùng anh ấy tìm về. Cường, dừng lại đi con. Con muốn chạy trốn mãi sao? Tất cả lỗi là của con mà. Chuyện đã qua rồi, đâu chỉ mình con thấy có lỗi, chính má cũng... Má không có lỗi gì hết. Tất cả lỗi là của con. Con là một thằng anh không gái gì. Con đã ăn trộm tiền của má để đi cá độ đá banh, rồi dính vào tổ giang hồ. Cho đến khi thằng Khoa biết được, và chỉ vì bảo vệ con mà nó phải chết. Con đã giết em trai của mình. Con đã phá hỏng hết tất cả mọi thứ. Là một đứa trẻ, Cường à. Không đứa trẻ nào phải đứng trước sự lựa chọn từ bỏ đứa em duy nhất của mình. Lẽ ra má không nên buộc con quyết định chuyện này. Đó cũng là một lỗi của má. Lỗi lầm này sẽ đi theo má đến suốt đời. Má luôn là người tốt với con và Khoa. Nhưng mà sau tất cả những gì con làm chỉ là để cố gắng đẩy xa má ra khỏi cuộc đời của con. Con xin lỗi má. Má nghĩ Khoa nó đã nhận thấy một điều mà trong tất cả chúng ta đều không nhìn thấy. Chúng ta là một gia đình, và mãi mãi như vậy. Con chào chú Mạnh. Dạ, con đưa chú Mạnh. Ồ, mọi người không vui khi thấy tôi quay lại đá với đội à? Cậu bị điên à?
Chân thế này thì đừng có mà làm liều. Tôi quyết định rồi, tôi không thể bỏ trận chung kết được. Quan trọng là bây giờ anh em mình sát cánh với nhau. Ủa, anh Cường không tới với tụi mình hả Phong? Các chàng trai, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chú chỉ muốn nói là chú rất tự hào về các con. Hãy cứ chơi hết mình cho trận đấu hôm nay. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trận chung kết của giải bóng đá phong trào các cộng ngôi sao sân cỏ. Mới đầu giữa nhà đương kim vô địch sóng thần và đội còn lại là đội gà trống, một đội bóng luôn mang đến những điều kỳ diệu và bất ngờ. Liệu ngày hôm nay họ có thể tạo nên lịch sử trước một đội đã từng đánh bại họ 6-0 ở vòng bảng? Một trận đấu đặc biệt luôn có những con người đặc biệt, những người có thể giúp các cầu thủ phong trào chạm được vào giấc mơ chuyên nghiệp. Người ta chờ đợi một cuộc đối đầu giữa Hoàng Huy và Quốc Cường, nhưng tôi không nhìn thấy sự góp mặt của đội trưởng Quốc Cường trong đội hình gà trống ngày hôm nay. Thanh Phong là người được mang băng đội trưởng. Sóng thần đang thể hiện sức mạnh của mình, họ liên tục tấn công và chèn ép đội gà trống. Đường chuyền vào, may mắn cho gà trống là Đức Toàn đã chơi xuất sắc ở tình huống vừa rồi. Hoàng Phi vẫn đang là người chơi cực kỳ nổi trội vào lúc này. Với kinh nghiệm của mình, không khó để Hoàng Phi có thể đoạt được trái bóng vừa rồi. Chuyền rất hợp lý dành cho Trọng Hiếu, vẫn tiếp tục là Trọng Hiếu đã vượt qua được ba cầu thủ của gà trống và tỷ số liên tục là các pha tấn công của đội sóng thần về phía gà trống. Gà trống đang hoàn toàn đánh mất bóng, trong khi đó thì các cầu thủ sóng thần lại đang phát huy tối đa sức mạnh của mình. Hơn bao giờ hết thì người ta đang đặt câu hỏi đội trưởng Quốc Cường đang ở đâu khi những đồng đội của anh đang vật vã ở trên sân trong một trận đấu được coi là trận chung kết, trận quan trọng nhất của gà trống ở trong mùa giải năm nay. Còn định ngồi hoài như vậy sao? Cường, ma nghĩ là gia đình con đang cần con đó. Hoàng Phi đã đoạt được bóng, rất chống trả. Quay người xuất sắc của Hoàng Phi và tỷ số là 2-0 dành cho cầu thủ sóng thần. Anh Cường. Anh đã em và bố em một lời giải thích. Anh không đợi ai gì hết. Em cũng biết vì sao anh làm như vậy mà. Đội bóng mình sao rồi? Không tốt lắm. Em nghĩ không sao đâu. Dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu thôi mà. Anh biết đó chỉ là một trận đấu, nhưng anh đã quá chán nản với việc phải lẩn tránh những nỗi đau. Hay sợ hãi mình sẽ thua cuộc. Anh thật sự muốn thắng trận đấu này.
đang thấy một sự thay đổi bất ngờ, sự trở lại của đội trưởng Quốc Cường. Quốc Cường sẽ được vào sân để thay thế cho Tiến Dũng. Không biết là sự góp mặt muộn màng này của Quốc Cường có thể giúp gì cho đội Gà Trống hay không. Nhưng trong lúc này, chúng ta có thể thấy rõ sự hào hứng và tự tin của các cầu thủ Gà Trống. Đội trưởng Quốc Cường đang chấn chỉnh. Tăng cường nhất từng ghế. Đội Gà Trống sẽ lấy lại được phong độ vốn có của mình. Hoàng Phi phối hợp với Văn Thái. Quốc Cường đang đứng trên sát bóng. Và đưa bóng ở ngay trung lộ. Rất thoáng dành cho Đức Trung. Và đường vào của Đức Trung cho Thanh Phong. Không được rồi. Cái chấn thương của mình thì rõ ràng là Thanh Phong không thể dứt điểm trong pha bóng được rồi. Nhưng dù sao đây cũng là một pha bóng tấn công có nét. Quốc Cường. Lợi thế dành cho các cầu thủ Gà Trống và trả lại khá hợp lý của Thanh Phong. Quốc Cường làm gì đây? Vẫn đang là Quốc Cường. Và với thủ môn. Mày không vượt qua nổi tao đâu. Đây là trận đấu của tao và cả mày. Không phải, đây là trận đấu của đội Gà Trống. Thanh Phong là người góp công rất lớn ở trong tình huống vừa rồi. Mặc dù bị phạm lỗi nhưng anh vẫn cố gắng truyền bóng cho Quốc Cường. Tia hy vọng đã được lóe lên cho Gà Trống. Trận đấu đang trở nên căng thẳng hơn. Liên tục là đối đầu và chen bóng của hai đội trưởng Quốc Cường và Hoàng Phi. Hoàng Phi giữ không vào. Đức Toàn đã chơi xuất sắc ở trong tình huống vừa rồi. Phạm lỗi rồi. Trọng tài đã quyết định rút ra một chiếc thẻ vàng cho Hoàng Phi. Và đội Gà Trống được hưởng một quả đá phạt. Tuấn Kiệt là người thực hiện quả đá phạt. Trận đấu đang trở lại với thế cân bằng mà người ta hàng chờ đợi. Tuấn Kiệt truyền bóng cho Quốc Cường. Quốc Cường vẫn đang quan sát. Thần kỳ cho đội Gà Trống. Một trận đấu quá hấp dẫn và kịch tính. Một lần nữa thì tôi lại phải dùng từ này với Gà Trống, đó là không thể tin được. Với tỷ số hòa trong hai hiệp chính, đồng nghĩa với việc hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu để tìm ra nhà vô địch của giải bóng đá phong trào Gà Cộng Ngôi Sao Sân Cỏ năm nay. Sóng Thần sẽ là những người thực hiện đá phạt đền trước. Đá luân lưu, ranh giới giữa người hùng và tội đồ là vô cùng mong manh. Đây là một loạt đấu cực kỳ cân não. Một sự thách thức không chỉ là kỹ thuật, các cầu thủ cần phải có một tinh thần thép. Số 10 Trọng Hiếu là người thực hiện lượt sút đầu tiên cho các cầu thủ Sóng Thần. Đây là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của Sóng Thần ở trong giải đấu năm nay. Thủ môn Đức Toàn đã sẵn sàng. Đức Toàn và Trọng Hiếu. Trọng Hiếu. 1-0 dành cho Sóng Thần. Người đảm đương lượt sút đầu tiên của các cầu thủ Gà Trống đó là Quang Vinh. Quang Vinh sẽ đối đầu với Bảo Long. Quang Vinh thành công. 1-0. Rất căng thẳng. Văn Thái sẽ là cái tên tiếp theo của Sóng Thần. Văn Thái xuất sắc. 2-1 dành cho Sóng Thần. Không sao. Panenka đẳng cấp đến từ Văn Thái chắc chắn sẽ tạo áp lực cho các cầu thủ Gà Trống ở lượt sút sau. Gánh nặng bây giờ sẽ đặt trên đôi vai của Đức Trung. Đức Trung đối đầu với Bảo Long rất bình tĩnh.
sự luân lưu rất kịch tính. Đây sẽ là lượt sút cuối cùng. Không ai khác chính là đội trưởng Hoàng Phi, cầu thủ đã mang lại sức mạnh gấp bội cho sóng thần ở trong mùa giải năm nay. Loạt sút cuối cùng là một loạt sút của tinh thần thép. Ngôi sao của sóng thần Hoàng Phi sẽ đối đầu với thủ môn Đức Toàn. Nên một chuyến phiêu lưu kỳ thú cho những chú gà trống. Nếu thành công thì đội gà trống sẽ trở thành nhà tân vô địch và chắc chắn họ sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong tất cả các mùa giải của ngôi sao sân cỏ. Với Cường, bây giờ anh chỉ muốn tạo dựng một nơi để những đứa trẻ ước mơ và làm những điều chúng muốn trong cuộc sống. Còn đối với bố tôi, quyết định tạo dựng nên đội bóng gà trống đã làm thay đổi cuộc đời, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho ông. Chỉ cần một niềm tin.
Đây mới thật sự là trận đấu của tao với mày.